Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh MinCopy của mình nha. Thì hôm nay mình có chủ đề muốn chia sẻ với anh em là mình có một số cái anh kia ảnh mua cá, ảnh có thắc mắc á, tại sao ảnh có hỏi mình là tại sao là con cá người bán 500, người bán 100, người bán 200, người bán 1 triệu. Đó. Thì câu hỏi này thì chắc là đa số anh em cũng quan tâm. Thì cái này thì mình giải thích theo ý kiến cá nhân của mình thôi nha các bạn. Mình giải thích theo như ý kiến cá nhân của mình. Thì trước mắt ở đây các bạn á, là con HB Red Row của mình. Thì không giấu gì các bạn, thì mình mua sỉ thì cỡ 100 ngàn cặp thôi. Nhưng mà có những chỗ cửa hàng bán 200, 300, 500, 1 triệu. Đó, con cá cũng như mình thôi nha các bạn. Con cá cũng đẹp như mình thôi chứ không có xuất sắc hơn nhiều. Còn xuất sắc hơn nhiều một xíu thì nó trên lệch cỡ lên tiền triệu. Còn cái này mình mua 100 ngàn một cặp. Đó, mình không giấu gì các bạn luôn. Đó, thì các bạn nhìn đi, cái bộ vây của con trống và con mái á, nó đều dựng lên rất đẹp nha các bạn. Những con mái tơ á, thì cái vây đa số con HB Red Row nè, mái tơ của nó chưa lên vây đâu. Như mái này bắt đầu mới lên vây này đó, con mái bự bự nè, lên vây dựng rất đẹp. Đuôi rất tròn đó. Còn con trống nữa, con trống rất đuôi vây rất rũ nha các bạn. Thì quay trở lại chủ đề chính của con cá này mình nói á, thì có người bán 500, có người bán 1 triệu. Thì trước mắt á, là đây là mình xét theo phương diện là người bán thôi. Thì tại do là mình theo mình biết á, thì có một số người anh em mà làm chơi cá mà chơi vui á, anh em mà nuôi nhiều quá bán rẻ, bán lại để mà lấy cái hồ nuôi khác á, thì người ta không chú trọng tới giá, người ta chú trọng tới là đam mê, người ta vui vẻ thôi các bạn. Đó, nên người ta sẽ ra những con cá đẹp, không phải là xuất sắc gì lắm, thì người ta nuôi cho vui, người ta mua giống về đẹp thì nó ra là những con cá đẹp, thì người ta bán cho nhanh á, người ta bán sỉ, người ta bán hết hồ luôn, cỡ 20-30 cặp vậy đó. Thì cặp cỡ 100 ngàn, 5-70 ngàn là người ta đẩy hết à. Đó. Còn mà đối với những anh em mà bán giá 1 triệu hay là 2 triệu gì đó thì con cá cũng đẹp. Đa số những cái con cá đó thì nó đẹp hơn những con cá này rồi, nhưng mà cái giá nó chênh lệch rất cao là tại do là một phần là sự nổi tiếng, một phần là sự cái bộ gen của người đó như thế nào đó. Nói chung là đây là nhiều yếu tố quyết định nha các bạn. Các bạn hỏi tại sao mình bán con cá rẻ vậy, có bạn tại sao mình bán con cá mắc vậy, thì tùy vào người chơi nữa. Người mới chơi lâu rồi á, người ta nhìn con cá người ta đánh giá được, à con cá này bán giá 100 ngàn là quá rẻ, nói như vậy. Đó, thực sự là mấy con cá này mà bán 100 ngàn là quá rẻ nha các bạn. Nhìn con mái thôi, đa số người ta xét theo dựng phương diện là con mái á. Đó, con mái vây dựng rất dựng, mà tại do là nó còn tơ, nó chưa đẻ lứa nào hết các bạn, nên á, cái vây rũ của nó chưa rũ, nó rũ xuống nữa là đẹp nữa. Đó, là mình mua có 100 ngàn thôi. Còn mà những con mà nó người ta bán 1 triệu á, 500 tới 1 triệu á, thì tùy vào cái cảm quan của mình thôi, tùy vào cái người nhìn thôi. Tại do mình nhìn nó con cá, ví dụ như con cá này người ta xét theo phương diện là bộ vây các bạn. Bộ vây có dựng hay không, đỏ đậm hay không, rồi có xếp ly lại hay không. Đó, đỏ đậm hay không và xếp ly lại không thì nó giống là nó đúng con HB Red Row luôn á, là nó còn râu mấy rũ này. Các bạn nhìn mấy con già của mình á, thì đa số mấy con tơ này các bạn, mấy con tơ á. Đó, con này là chưa rũ nè, nó còn tơ lắm, nó còn lên nữa. Đó, nhưng những con già nè. Đó, con già này đó, các bạn thấy bộ vây của nó khủng không? Đó. Đa số là cái dòng này á, là tới tuổi là nó già, nó vây nó phủ, vây nó rũ đẹp lắm. Đó. Đó, thì mình xét phương diện là người mới chơi và người chơi lâu rồi và người nổi tiếng hay không và cái giá bán hợp lý hay không. Thì mình nói nhìn chung lại á, thì cũng xoay quần như vậy thôi. Đó. Rồi các bạn chiêm ngưỡng con HB Red Row của mình xong rồi nha. Giờ mình chiêm ngưỡng cái bộ mà coi sọt rít bông mà tay bơi bướm của mình luôn. Coi sọt rít bông tay bơi bướm nha các bạn đợi một xíu. Các bạn nhìn cái bộ cá này cũng đẹp lắm nè, thấy chưa? Bộ vây và bộ fin của nó rất là đẹp luôn. Chống mái đều tơi nha các bạn nhìn những con mái đi, fin đỏ dần lên luôn, fin đỏ dần lên, cong vút luôn đó. Nói chung là những cái này
bộ fin này nó fin dày nhưng mà nó fin sắt fin thôi, nó không có fin xi nha các bạn. Và cái bộ tay bơi của nó rất khủng không, các bạn nhìn tay khủng không đó, có những con giữa này, con giữa mình đây đó, con đó nó dài tới đuôi luôn mà. Bộ vây rất khủng, ở trong đây vài con rất là khủng, bộ vây rất khủng đó, con như con này nhỏ nhỏ này cũng khủng lắm mà đó các bạn đó. Thì không giấu gì các bạn luôn, thì mình mua con này là 250, là mua sỉ 10 cặp là 2,5 triệu đó các bạn đó. Mình mua về đây mình làm giống đó. Thì cũng có anh hỏi là sao mà con cá này xác định sao cho nó mắc tiền, thì mình cũng giống như con HP Red Row vậy đó. Thì mình sẽ đánh giá theo cái bộ vây, người bán có nổi tiếng hay không, người bán có muốn bán hay không, dần dày đó. Người ta không muốn bán thì người ta hét giá trên trời, còn người muốn bán á, thì người ta sẽ hét giá vừa phải hợp lý. Còn mà người mới chơi, người ta nuôi nhiều rồi á, người ta muốn xe lại cho nhanh lấy hồ nuôi khác á, thì bán rẻ nữa đó, theo nhiều phương diện lắm các bạn đó. Như cái bộ vây cá này mình làm ra, nếu sau này mình làm ra mình cũng sẽ bán giá như vậy thôi, giống như bán giá sỉ mình mua vô thôi các bạn, hoặc là hơn một nhít một xíu đó, chứ mình không có đôn giá lên cho anh em làm gì. Mình xác định được cái con cá của mình là chơi theo cái kiểu mà giá bình dân, không phải là bình dân lắm, nhưng mà giá theo kiểu là đúng cái tên gọi của nó. Ví dụ như coi sọt ribbon thì đúng cái tên gọi của nó là bộ fin, rồi đồ bộ ribbon, rồi bộ tay bơi đó đó. Nên có những loại cũng là tên coi sọt luôn, người ta bán 150 thôi các bạn, 100.000 một cặp, 150.000 một cặp thôi. Nhưng cái bộ fin với bộ tay bơi của nó rất là dở, nó xấu đó, người ta bán 100 cặp đó. Còn những cái bộ fin mà nó dày cong xe xuống luôn á, đỏ cong xe xuống, và cái tay bơi bướm, tay bơi big air luôn á, là người ta bán, có những anh em bán gọi là 1 triệu một cặp, 1,5 triệu một cặp đó các bạn, không nói dốc gì các bạn luôn đó. Rồi mình sẽ quay phía trên xuống cho các bạn nha. Cái này bộ tay bơi này nè, mình tay bơi bướm á, thường nó phải quay trên xuống cho các bạn coi đó, con đang bơi này đó, tay bơi rất khủng. Cái này cũng chưa đạt lắm đâu, nhưng mà mình mua về để mình làm cái giá sau mình bán cho hợp lý cho anh em các bạn. Anh em đó, các bạn nhìn trên nhìn xuống hết chưa đó, cái bộ tay bơi của nó rất đẹp đấy chưa đó. Đây cũng mình cũng muốn chia sẻ một xíu thôi, đây là nói chung là mình nhắc đi nhắc lại là ý kiến cá nhân của mình nha các bạn. Có gì các bạn đừng ném đá mình tội đó, đây ý kiến cá nhân nha. Rồi giờ mình sẽ giới thiệu luôn cái bộ coi sọt, wheel coi sọt ribbon của mình, wheel coi sọt ribbon của mình đây. Các bạn đợi một xíu nha, đặt cái máy quay xuống. Nghiêng lại đổ nhẹ nhàng chứ các bạn, chứ thôi nó sốc thì tội nó. Đây các bạn, đây là bộ wheel coi sọt ribbon của mình. Thì mình cũng không giấu gì, thì cái bộ này á là bộ của mình. Bộ của mình bán cho một anh ở gần nhà mình, Cam Ranh đó các bạn. Ảnh ở Cam Ranh thì ảnh mua mình 2 cặp. Bây giờ cái giống của mình giờ hiện tại nó chết sạch rồi, hoặc là mình bán hết rồi, mình đi về đây tay không thôi, nên mình cũng mua lại của ảnh. Ảnh nuôi được cái đây 4-5 tháng gì đó, ảnh mua của mình từ lúc Tết tới giờ các bạn. Thì giờ ảnh đẻ được một lứa cá con nè, mình ra mình hốt hết 10 cặp ribbon nè. Thì cái giá của cái này mình là 350, hồi trước mình bán cho ảnh là 500.000 một cặp nha các bạn, 500.000 một cặp. Giờ anh bán lại mình 350.000 một cặp, là do mình mua 10 cặp á, giá lượng số sỉ á, thì mình mua ảnh kêu bán thì mình cũng anh em chơi quen nhau thì cũng nói giá thôi, hợp lý thôi đó. Cái bộ wheel coi sọt ribbon này á là mình làm ở trong đó cũng cả năm mấy trời rồi, nó có cái trong này, nó có cái gen các bạn, gen đột biến lên AB luôn. Tại cái bộ cái bầy của nhà ảnh ở ngoài đó ảnh đang nuôi á, có vài con lên AB albino luôn các bạn, là con mắt nó màu đỏ luôn á, albino sọt ribbon luôn. Nhưng mà có con trống mà nhiều, mái ít, tại do là đẻ 100 con thì cỡ 20-30 con là lên AB nha các bạn, lên albino là con mắt màu đỏ. Thì anh em biết rồi, anh em mà chơi cá lâu năm á thì cũng biết là con cá albino này rất là mắc tiền
con cá sọc amino rất mắc tiền nha, tầm triệu, nói chung là cá đẹp thì triệu, ít này là rẻ là triệu, 1,5 triệu đó là rẻ. Còn mà ai mà có tiếng xíu hoặc là cái fin nó đẹp hoặc là cái con form nó đẹp là 2 triệu, 2,5 triệu, 3 triệu tùy người bán này nha các bạn. Amino sọc rip bông, coi amino sọc rip bông. Các bạn nhìn đi, con cá này rất đẹp, con cá super sọt nè, có một con super sọt ở trên đó, đó đang chạy bơi xuống nè, nó con bên này nè các bạn, đó, con đó là super sọt đó, nó con này size tơ các bạn, mới 1 tháng 10 ngày thôi, mình bắt về luôn, 1 tháng 10 ngày thôi là nó đã form, nó lại form vậy là form chuẩn các bạn, form chuẩn này làm giống, mà nó dài quá thì cũng xấu, mà ngắn quá, ngắn như con này thì nó sợ nó không đẻ nè, đó con này hiện tại đang ngắn lắm, con này ngắn, đó. Còn nó ngắn nó khó đẻ thôi, nhưng mà mình bắt theo hết bầy, mà mình bắt một cặp 350, 10 cặp là 3,5 triệu đó các bạn. Thì ngày bữa mình quay một cái clip cho các bạn xem rồi đó, là nguyên cái hộ thùng đó là 6-7 triệu của mình, 7 triệu mấy của mình đó các bạn. Đó, cứ người cặp 150, à không, cặp 100, cặp 150, cặp 250 là 7 triệu đó, thôi 6 triệu mình tính sơ rồi đó. Đó các bạn thấy không? Form này thì thực sự là con cá, cái fin nó không có đẹp các bạn, nhưng mà được cái bộ gen, cá của mình được cái bộ gen là nó có thể đột biến là AB, nó đột biến là AB thì nó bán mắc hơn, người ta bán được con AB đó nó bắt mắc hơn các bạn, nên cái giá nó cũng cao. Thì cái bộ gen cá Wilson này thì có nhiều bộ lắm, có bộ mà bữa mình mua cho cửa hàng á thì nó đục người hơn, bộ này thì nó trắng người hơn, nó đỏ người hơn các bạn, tại do trong máu nó có gen AB á, đó rất là đẹp các bạn nhìn đi. Rồi sau này mình làm ra mình cũng sẽ bán giá phải chăng cho các bạn thôi. Đó, mình cũng phải bán giá phải chăng, và nhìn mình cũng sẽ để lại sỉ cho cửa hàng của anh em mình, trong đó là Khoa với lại là Lala Guppy. Mình sẽ để sỉ lại cho anh em chia lại trong đó. Nói chung là mình về đây mình làm đa số là mình sẽ sỉ, mình để lại cho cửa hàng thì nhiều. Còn anh em mua lẻ thì mình cũng bán lẻ, nhưng mà giá lẻ thì nó cao hơn xíu. Cao hơn để mà mình giữ giá cho con cá các bạn hiểu nha. Chứ mình không bán như bán lẻ mà như giá sỉ thì được, không được đó, giữ giá, để phải giữ giá cho con cá nha các bạn. Đó cái bộ của mình Wilson rip bông của mình rất đẹp nha các bạn, nó đỏ người ơi, nó không có bộ vây, không có bộ fin, nhưng mà nó được có cái là đột biến đó các bạn. Đó, lâu lâu cũng có con ra fin đẹp lắm, đâu rồi ta, cũng có mấy con mái fin đẹp lắm các bạn. Đây là mình bắt chống gen hết, chống gen đây còn đang tơ lắm, 1 tháng có 10 ngày à, ảnh nuôi cũng mau lớn, 1 tháng 10 ngày mà mấy con chống này lên đẹp quá trời nè, con chống đó. Rồi video tới đây cũng dài rồi, thì mình muốn chia sẻ kinh nghiệm nho nhỏ như vậy đó, thì rất mong mọi người ủng hộ mình, cho mình một đăng ký kênh và không để lại lên một bình luận, like, share dành cho mình nha. Và mình nhắc lại một lần nữa, cuối clip á, thì cái này là quan điểm cá nhân đó, mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau, thì mọi người cứ xâm tụ vô bình luận cho nó vui đó, các bạn có ý kiến nào thì cứ để lại bình luận phía dưới nha, mình góp ý nhau cho vui chứ không có phải là gây chiến tranh, gây giận hờn gì hết nha các bạn. Rồi xin chào, hai rồi.